Dương Tiễn, ta hỏi chú một câu. Hỏi đi, và đó chính là ân huệ cuối cùng của ngươi trước khi ta tiêu diệt ngươi. Tại sao con mắt thứ ba của chú không có lông mày? Tao cạo rồi. Vậy nó nằm ở phía nào? Cái gì? Lông mày nó nằm ở bên trái, bên phải, ở trên hay ở dưới? Mặc gì tao phải nói cho ngươi biết. Nó phải làm gì để biết được lông mày của chú bọc ở hướng nào hả Dương Tiễn? Bước qua sát tao đi rồi tao nói. Không, tao đánh vậy hoài tới khi nào mày nói thì thôi. Không bao giờ. Không. Tao biết tại sao mày lại cạo lông mày con mắt thứ ba rồi. Tại sao? Để nó trông bắt mắt hơn chứ gì. Khoan khoan khoan, thần nhãn của tao đang thấy một cái gì đó rất lạ. Thấy gì? Thấy mẹ mày rồi. Biết vậy nãy giờ làm sớm hơn.